Các chị em, sếp mới về một cái này gọi là cái mini backpack hay là cái ba lô mini của hãng COS, rất là đẹp ha. Thì đầu tiên mình nhìn vô cái logo thì nó rất là chi tiết, và mình thấy được là có cái người đánh xe ngựa nè, con ngựa, người đánh xe ngựa và cái chiếc xe ngựa phía sau á, và nó chi tiết dữ lắm. Mình sử dụng cái chức năng zoom của điện thoại mình thấy liền à. Thì cái đầu tiên để phân biệt hàng chính hãng. Thứ hai nữa là cái nguyên vật liệu, ví dụ đây là từ da nắp ba nè, thì khi mình sờ vào á thì nó sẽ là smooth, nó mịn lắm và sờ nó sướng cái tay dữ lắm, và nó rất là mắc tiền. Cái da này là cực kỳ mắc tiền luôn nha, chỉ trên những cái xe hơi hạng sang mới có cái da này thôi đó. Rồi những cái chi tiết xung quanh nữa ha, nó càng chi tiết chừng nào thì nó sẽ càng dễ phân biệt chừng đó đó. Rồi sau đó thì mình ở bên trong ha, bên trong của nó này rất là rộng. Mình lấy mấy cái giấy đó, bên trong nó rộng dữ lắm nha, mình đựng được rất là nhiều thứ luôn đó. Này bên trong, rồi sau đó thì bên hông thì nó có thêm cái ngăn nhỏ để mình đựng điện thoại, mình nhét đây nè đó, rất là dễ. Thì mình đang có chương trình là mua một tặng một đó. Các anh chị có thể inbox cho shop hoặc là tới shop thì sẽ được các bạn nhân viên đây tư vấn chương trình, hoặc là mình có thể order online. Nó chỉ có một cái thôi, cho nên là mọi người phải nhanh tay đặt hàng. Cảm ơn mọi người.